Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Nóng, xuất hiện khí tài bất thường của quân đội Nga ở biên giới Ukraine. Thực hư ra sao? Trong khi đó, Anh, Mỹ và các cơ quan tình báo phương Tây đang âm thầm chuẩn bị cho các chuyên gia quân sự và an ninh Ukraine chống chọi với một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra. Cùng lúc, Lầu Năm Góc đánh giá nhu cầu phòng không của Ukraine trong bối cảnh Kyiv liên tục phát đi những cảnh báo về khả năng của Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trong vài tuần tới. Về cuộc đối đầu căng thẳng giữa Nga và NATO, Nga thông báo chế tạo loại súng bắn tỉa đầu tiên trên thế giới có thể bắn đạn của NATO. Cụ thể ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Xuất hiện khí tài bất thường của quân đội Nga ở biên giới Ukraine nhiều khí tài quân sự bất thường của nga đã được phát hiện trong khu vực doanh trại quân sự của nước này ở biên giới với ukraine đây là loại khí tài gì sau khi xuất hiện các thông tin về việc quân đội nga chuyển nhiều loại thiết bị quân sự đến khu vực doanh trại giã chiến ở gần klintse thuộc khu vực biên giới nga belarus và ukraine người ta mới biết rằng có nhiều các thiết bị rất bất thường đã được vận chuyển đến đây theo những thông tin xuất hiện trong video đó đều là những khí tài kỹ thuật công binh rất hiện đại Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng nó ở biên giới với Ukraine, những khí tài này không thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào khác, kể cả trong các cuộc tập trận. Trong các đoạn video được người dân quay lại, người xem có thể thấy việc vận chuyển một số khí tài đến khu vực doanh trại dã chiến của quân đội Nga gần khu vực Klintsy, gồm nhiều xe công binh bắc cầu cơ giới TMM3, máy xúc hạng nặng EOV 4421. Ngoài ra còn có phà tự hành bánh xích PTS4 xe phá bom mìn tự hành UR-77 Meteorite, xe công binh công trình hạng nặng IMR-3M chuyên dùng để phá chứa ngại vật được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng T-72A. Xét trên thực tế, các sông lớn ở khu vực này chỉ hiện diện ở biên giới với Belarus và Ukraine. Với việc tập trung một số lượng lớn khí tài công binh hiện đại, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục khẳng định một số nghi vấn rằng Nga đang có ý định chuẩn bị một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Trước đó có một thông tin cho rằng tại doanh trại dã chiến của quân đội Nga ở khu vực Klinteci, dự kiến bố trí tới 10.000 đến 20.000 người. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được nguồn tin chính thức xác nhận. Trong bối cảnh NATO đang tập trung nhiều vũ khí tại biên giới giáp Nga, giải thích về việc này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu: "Không có gì bí mật khi NATO triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau ở biên giới. Việc này có thể gây ra mối đe dọa" như vậy sẽ đòi hỏi nga phải thực hiện các bước thích hợp để cân bằng tình hình tuyên bố từ điện kremlin được đưa ra sau lời cảnh báo cùng ngày của các nhà ngoại giao nga cho biết nước này đang chờ câu trả lời cho các đề xuất đảm bảo an ninh của nato với nga bình luận về quan hệ nga ukraine ông peskov lưu ý điện kremlin chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào từ kiev liên quan đến cuộc gặp giữa tổng thống nga vladimir putin và tổng thống ukraine vladimir zelensky ông pesko cũng công bố điện kremlin cũng sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước láng giềng belarus ông dmitry pesko nhấn mạnh rằng điều này sẽ nhanh chóng xảy ra nếu mỹ và nato từ chối cung cấp cho nga bất kỳ đảm bảo an ninh nào các chuyên gia lưu ý rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ belarus có thể giảm thời gian tấn công hạt nhân vào nato vài chục phút nhưng loại vũ khí triển khai trên lãnh thổ belarus có thể là tên lửa tầm trung và tầm ngắn những tên lửa tầm trung và tầm ngắn có mức chính xác cao, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và đặc biệt là khó đánh chặn. Trước đó ít lâu đã có thông báo rằng nếu không có sự đảm bảo an ninh nào được đưa ra từ Mỹ và NATO, Nga sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa này ở khu vực châu Âu thuộc lãnh thổ Nga. Trước đó nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng cấp cho Nga quyền triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình để đáp lại mối đe dọa từ phương Tây. Tuy nhiên, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus cũng không phải dễ dàng, do tất cả các cơ sở hạt nhân hiện có trước đây mà Liên Xô sử dụng hiện đều không sử dụng được và việc xây dựng mới và cơ sở hạ tầng tương ứng có thể tiêu tốn vài trăm tỷ rúp. Tình báo Mỹ-Anh hiệp đồng giúp Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga Anh, Mỹ và các cơ quan tình báo phương Tây đang âm thầm chuẩn bị cho các chuyên gia quân sự và an ninh Ukraine chống chọi với một cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra trong thời gian tới. Theo nguồn tin hôm thứ Hai, các đơn vị tác chiến mạng từ Mỹ và Vương quốc Anh đã được điều động đến Ukraine. Nhiệm vụ của họ được cho là giúp nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này đối đầu với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể xảy ra từ Moscow. Theo nguồn tin, Ukraine đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công mạng từ Nga gần như không có điểm dừng trong suốt nhiều năm qua. Những cuộc tấn công này bao gồm nhiều chiến dịch phá hoại và gián điệp nhắm mục tiêu vào gần như mọi cơ quan chính phủ Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước. Những cuộc tấn công này trước đây có số lượng và cường độ thấp. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, điều này đã thay đổi trong những tháng gần đây. Một số nhà quan sát lo ngại rằng một loạt các cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể xảy ra trước một cuộc xâm lược quân sự của gần 200.000 quân Nga hiện đang hiện diện dọc biên giới Nga-Ukraine. Nếu kịch bản trên thành hiện thực, các cuộc tấn công mạng này có thể vô hiệu hóa chức năng cốt lõi của nền kinh tế và chính phủ Ukraine, gồm cả hệ thống ngân hàng và không lưu. Theo nguồn tin của Anh hôm thứ Hai cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đã bí mật đồng ý trang bị và huấn luyện cho quân đội Ukraine cách chiến đấu trong cuộc chiến tranh du kích chống lại lực lượng Nga nếu họ xâm lược. Tờ báo này nói rằng các cuộc họp để thảo luận về các kế hoạch trên đã diễn ra giữa các quan chức đến từ cơ quan tình báo trung ương và cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ. Lầu Năm Góc đánh giá nhu cầu phòng không của Ukraine Một nhóm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã hoàn tất chuyến thị sát đánh giá nhu cầu phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Kyiv liên tục phát đi những cảnh báo về khả năng Nga sẽ phát động một cuộc tấn công trong vài tuần tới đây. Trong khi đó, năng lực phòng thủ hiện tại của Ukraine lại vô cùng hạn chế. Thư kỳ báo chí Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận sứ mệnh trên của Lầu Năm Góc nhưng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về kết quả của chuyến đi. Nguồn tin dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Ukraine cho biết nhóm khảo sát của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đến Ukraine từ đầu tháng này, nhưng không nói rõ chính xác thì lần đầu tiên họ đến là vào thời điểm nào. Nga chế tạo loại súng bắn tỉa đầu tiên trên thế giới có thể bắn đạn của NATO. Nga đang thử nghiệm loại súng trường đa năng DXL-5 độc đáo có khả năng bắn cả đạn 12,7 x 99mm của NATO lẫn đạn 12,7 x 108mm của Nga. Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Súng Lobe Arms cho biết, đặc điểm chính của loại súng mới là tính chất mô của nó. Với súng DXL-5, chúng tôi là người đầu tiên hiện thực hóa được khả năng cho các xạ thủ thay đổi hai cỡ đạn cùng một lúc tùy theo nhiệm vụ chiến đấu đặt ra đạn cỡ nòng 50 BMG của NATO và cỡ nòng nội địa 12,7 x 108mm. Điều này giúp nâng cao triển vọng xuất khẩu một cách đáng kể, ông nói. Nhà phát triển nhấn mạnh rằng súng DXL-5 đạt độ chính xác 0,5 Minute thường chỉ có cỡ nòng 12,7mm. Chính vì vậy nên loại súng này có độ bắn chính xác gấp 4 lần so với loại súng cạnh tranh của Mỹ là Barrett. Ông Lobay lưu ý rằng tốc độ chính xác cao như vậy đối với súng trường cỡ nòng lớn và phạm vi bắn hiệu quả sẽ cho phép DXL-5 thực hiện một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, đó là chống lại các đơn vị bắn tỉa của đối phương. Một bí quyết công nghệ khác được triển khai trên súng DXL-5 theo nguồn tin của hãng, đó là bộ đệm chống sốc ở báng súng giúp giảm bớt độ giật khi khẩu súng nặng 13kg này khai hỏa. DXL-5 không đơn thuần là súng bán tỉa mà còn là mẫu thí nghiệm để phát triển các cỡ nòng mới. Chúng tôi đã phát triển 4 cỡ nòng mới dành riêng cho loại súng này, dự định thử nghiệm trong tương lai gần. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi có thể đạt được những chỉ số có thể nói là độc đáo về tầm bắn đối với các loại súng thuộc lớp này. Ông Lobe lưu ý. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.